Lò nóng sau bão Yagi bắt liên tục cán bộ hư hỏng kể cả phó tranh án đến cán bộ xã tham nhũng. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT có thể thấy chiến dịch lò tham nhũng của Tổng Bí thư Tô Lâm nóng rực sau bão Yagi bằng những hành động quyết liệt như bắt liên tục cán bộ hư hỏng từ phó tranh án đến hàng loạt cán bộ xã nhận hối lộ tham nhũng. Sau khi siêu bão Yagi đi qua, không chỉ cảnh tượng đổ nát cây cối gãy đổ ngổn ngang khiến người dân lo lắng mà một cơn bão khác trong lòng xã hội cũng đã được khơi dậy. Cơn bão chống tham nhũng của Tổng bí thư Tô Lâm không ngừng quét qua các cán bộ tham ô, làm biến chất bộ máy. Từ phó tranh án đến các cán bộ xã lần lượt xa lưới pháp luật vì những hành vi hối lộ tham nhũng, biến của công thành của tư trục lợi. Sau đây hãy cùng chúng tôi điểm 6 vụ việc hot nhất thời gian này. Một bắt một phó tranh án tòa án huyện nhận hối lộ. 2. Khởi tố bắt tạm giam cựu giám định viên, phó giám đốc trung tâm giám định pháp y. 3. Bắt 5 cán bộ huyện Nam Điền Nam Định liên quan đến sai phạm quản lý đất đai tại Cồn Xanh. 4. Đề nghị truy tố cán bộ địa chính xã lừa đảo gây thiệt hại trên 4,5 tỷ đồng. 5. Bắt đối tượng Ngọc Say tự xưng thương binh gây dối trật tự công cộng. Một bắt một phó tranh án tòa án huyện nhận hối lộ. Với người dân bão ra ghi là cơn cuồng phong tự nhiên, còn chiến dịch chống tham nhũng lại là cơn bão khiến các quan tham giật mình thon thót ngay sau khi bão tan, trong nỗ lực tái thiết và khôi phục cuộc sống, người dân còn phải đối mặt với nỗi phẫn nộ khi hàng loạt vụ tham nhũng bị phành phùi. Càng đáng giận hơn khi những kẻ có chức quyền từ những người đứng đầu đến các cán bộ xã lại lợi dụng hoàn cảnh chức vụ địa vị để trục lợi cá nhân. Mới nhất, câu chuyện về phó tranh án tòa án nhân dân huyện Đắc Đoa tỉnh Gia Lai bị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt để điều tra tội nhận hối lộ đã khiến nhiều người vô cùng quan tâm. 70 triệu đồng một con số tuy không lớn nhưng sự việc này đã khiến nhiều người chua sót bởi vì cái giá phải trả cho hành vi đó là không chỉ là tiền mà còn là sự phản bội lòng tin của hàng triệu người. Ngày 9 tháng 9, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi làm việc của thẩm phán Bùi Viết Minh Quân, 41 tuổi, phó tranh án Tòa án Nhân dân huyện Đắc Đoa để điều tra về tội nhận hối lộ. Theo nguồn tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, ông Quân bị bắt về tội nhận hối lộ liên quan đến một vụ án đã được xét xử khi ông còn làm thẩm phán tại Tòa án Nhân dân huyện Pa tỉnh Gia Lai. Thời điểm năm 2019, ông Quân là thẩm phán, phó tranh án Tòa án Nhân dân huyện Yapa. Trong quá trình giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, ông đã nhận hối lộ 70 triệu đồng từ đương sự. Sau đó, đương sự tố giác hành vi của ông Quân tới cơ quan chức năng. Ông Quân mới chuyển công tác về Tòa án Nhân dân huyện Đắc Đoa hơn một năm nay. Theo tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, để không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của tòa án nhân dân huyện Đắc Đoa, cơ quan này sẽ chỉ đạo tranh án tòa án nhân dân huyện Đắc Đoa, phân công nhân sự để giải quyết các công việc, việc kiện thuộc trách nhiệm của thẩm phán quân. Chuyện những người có chức quyền lợi dụng vị trí của mình để trục lợi không phải là mới, nhưng mỗi lần sự việc tương tự xảy ra, nó đều để lại những vết thương sâu trong lòng người dân. Công lý vốn được xem là một điều thiêng liêng, giờ đây bị biến thành một món hàng để mua bán, điều chỉnh tùy theo giá trị của những phong bì. Hành vi của ông Quân chỉ là một ví dụ nhỏ trong vô số những vụ án tham nhũng lạm quyền đã và đang diễn ra, nhưng nó một lần nữa nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải làm sạch bộ máy tư pháp, nơi mà mỗi quyết định của thẩm phán có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời và tương lai của người dân. Cùng với sự kiện này, chiến dịch chống tham nhũng của Đảng và nhà nước đang lan rộng khắp các cơ quan từ các cấp trung ương đến địa phương và không loại trừ bất kỳ ai. Ngọn lửa chống tham nhũng của Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn đang cháy quyết tâm quét sạch những kẻ biến chất khỏi bộ máy công quyền và việc bắt giữ thẩm phán quân chính là một bước đi cần thiết để làm trong sạch ngành tư pháp không chỉ là một xử lý cá nhân mà còn là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những ai đang có ý định lợi dụng quyền lực để trục lợi hành động mạnh tay với những kẻ tham nhũng là cách để xây dựng lại niềm tin của nhân dân để cho thấy rằng công lý không phải là món hàng có thể mua bán hay thao túng Thẩm phán Bùi Viết Minh Quân, 41 tuổi, đã có một sự nghiệp hứa hẹn với một vị trí phó tranh án. Thế nhưng chỉ vì lòng tham, ông đã tự tay đặt dấu chấm hết cho con đường sự nghiệp của mình. Sự sa ngã của ông Quân không chỉ là bài học cá nhân mà còn là lời nhắc nhở cho những ai đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực. Theo Tổng bí thư Tô Lâm, pháp luật không có vùng cấm. Bất kể ai, dù là thẩm phán, cán bộ hay người có chức vụ cao đến đâu nếu vi phạm đều phải đối diện với sự trừng phạt nghiêm minh và chỉ có như vậy ngọn lửa công lý mới thực sự sáng và là niềm tin của người dân và pháp luật mới được củng cố. Hai khởi tố bắt tạm giam cựu giám định viên phó giám đốc trung tâm giám định pháp y. Chú yên tâm, anh có đã giấy chứng nhận kèm bệnh án tâm thần, bình phong đây rồi. Đó là câu chuyện của rất nhiều kẻ không điên, không thần kinh, thậm chí rất tinh danh và lọc lõi. Có một kim bài miễn tử và để rồi khi đường dây giả mạo bị phanh phui, cựu giám định viên, phó giám đốc trung tâm giám định pháp Y Sơn là dơ hai tay nhận còng số 8, chính thức bị khởi tố bắt tạm giam bệnh án tâm thần giả đã trở thành một trong những chiêu trò đen tối được nhiều kẻ tội phạm sử dụng như một tấm vé để thoát tội trong khi các vụ án tham nhũng buôn bán ma túy thậm chí là giết người đang ngày càng tăng những kẻ đứng sau lại tìm mọi cách để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật và bệnh án tâm thần thứ vốn dĩ dành cho những bệnh nhân thực sự cần được điều trị lại bị biến thành kim bài miễn tử cho kẻ gian câu chuyện không chỉ dừng lại ở một vài cá nhân lẻ tẻ đây là một đường dây chuyên nghiệp hoạt động với sự tham gia của nhiều người trong ngành y tế nơi mà lẽ ra đạo đức nghề nghiệp phải được đặt lên hàng đầu những người có quyền lực thay vì bảo vệ công bằng lại lợi dụng vị trí của mình để làm giàu trên sự khổ sở của xã hội. Ngày 6 tháng 9, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Đức Hùng, sinh năm 1960, trú tại phường Triềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Bị can Mai Đức Hùng bị khởi tố bắt tạm giam về tội giả mạo trong công tác theo quy định tại khoản 2, điều 359 Bộ Luật Hình sự. Bị can Mai Đức Hùng khi phạm tội là giám định viên, phó giám đốc trung Trung tâm giám định pháp y Sơn La quyết định về lệnh nêu trên đã được vụ 6 Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Trước đó cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm giám định pháp y tỉnh Sơn La. Theo cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao căn cứ tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh nguồn tin về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp xảy ra tại tòa án nhân dân huyện Yên Châu tỉnh Sơn La, có cơ sở xác định giám định viên trung tâm phạm giám định pháp y Sơn La đã có hành vi sửa bản kết luận giám định số 110 từ suy tim độ 2 thành suy tim độ 3 và làm giả bản kết luận giám định số 104 đối với Đỗ Văn Trường để Tòa án Nhân dân huyện Mộc Châu Sơn La ra quyết định hoãn thi hành án hình sự hai lần cho Đỗ Văn Trường vào năm 2013-2014 và ra quyết định đặc xá năm 2015. Liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực pháp y như đã đưa ngày 13 và 14 tháng 6 năm 2020, 24. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương có liên quan đấu tranh triệt phá chuyên án bắt giữ 15 đối tượng, trong đó có một số đối tượng là lãnh đạo cán bộ thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Đồng Nai có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Các đối tượng đã tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho đối tượng phạm tội bị kết án phạt tù nhằm đối phó với cơ quan chức năng ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự. Cựu giám định viên, phó giám đốc Trung tâm giám định pháp y tỉnh Sơn La với chức vụ và trách nhiệm của mình lẽ ra phải là người bảo đảm những giám định về sức khỏe tâm thần được thực hiện một cách chính xác, công bằng và minh bạch, nhưng thay vào đó ông lại chọn con đường sai trái, bán rẻ lương tâm và đạo đức nghề nghiệp. Đáng buồn thay, ông đã góp phần biến những tờ bệnh án, thứ vốn mang lại hy vọng và chữa lành cho những người mắc bệnh, thành công cụ che chắn cho kẻ phạm tội. Câu hỏi đặt ra là bao nhiêu người vô tội đã phải chịu đựng sự bất công trong khi những kẻ tội phạm với tờ giấy chứng nhận tâm thần lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bao nhiêu gia đình đã mất đi người thân, tài sản, thậm chí là danh dự chỉ vì những kẻ này sử dụng bệnh án tâm thần giả làm bình phong để thoát tội. Đến khi đường dây bệnh án tâm thần giả bị phanh phui, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Giám định Pháp Y tỉnh Sơn La đã phải nhận cong số 8 chính thức bị khởi tố và tạm giam. Đây là cái kết không thể tránh khỏi cho những kẻ coi thường pháp luật và lương tâm nghề nghiệp. Hành động này của cơ quan điều tra đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ, không ai có thể đứng trên pháp luật và mọi hành vi sai trái đều sẽ bị trừng phạt thích đáng. Việc xử lý nghiêm khắc những kẻ tham gia vào đường dây làm giả bệnh án tâm thần là điều cần thiết. Nhưng đó chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là phải có những biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn tình trạng này tái diễn, đảm bảo rằng hệ thống giám định pháp y hoạt động đúng chức năng vì lợi ích của cộng đồng, chứ không phải vì lợi ích cá nhân. Bắt 5 cán bộ xã Nam Điền, Nam Định liên quan sai phạm quản lý đất tại Cồn Xanh Vâng, hãy cùng chúng tôi điểm danh 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn đã đếm đúng con số 5 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền do liên quan tới sai phạm về đất đai ở khu vực Cồn Xanh. Khi chuẩn bị đón cơn bão ra ghi sáng mùng 6 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm một Nguyễn Xuân Tuyến sinh năm 1975, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền; hai Nguyễn Xuân Kiên sinh năm 1983, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền; ba Hoàng Thành Triệu sinh năm 1958, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền; bốn Vũ Mạnh Hùng sinh năm 1980, công chức kế toán tài chính thị trấn Dạng Đông, nguyên cán bộ hợp đồng và công chức kế toán tài chính xã Nam Điền; năm Trịnh Văn Năm sinh năm 1969, nguyên công chức địa chính xã Nam Điền. Theo công an tỉnh Nam Định, từ năm 2011 đến năm 2023, các bị can trên đã làm trái công vụ, thực hiện ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng trong việc tổ chức ký hợp đồng, chỉ định thầu cho thuê đất, kết quả đấu thầu cho phép sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất nuôi trồng thủy sản trái quy định tại khu vực Cồn Xanh thuộc địa bàn tạm giao quyền quản lý hành chính xã Nam Điền. Trong vụ việc này, Nguyễn Xuân Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền chịu trách nhiệm chính và trực tiếp ký hợp đồng thuê đất cồn xanh đối với các trường hợp chỉ định thầu áp giá sản nuôi thực nghiệm cho thuê đất, cho phép các hộ dân sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định pháp luật từ năm 2010 đến năm 2015, khi Hoàng Thanh Triệu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền đã trực tiếp ký các tờ trình của Ủy ban Nhân dân xã, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện hủy kết quả đấu giá đối với các hộ không nộp tiền, không ký hợp đồng, đồng thời phê duyệt áp giá sản nuôi thực nghiệm cho các hộ khác, cho phép các hộ dân sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định của pháp luật. Nguyễn Xuân Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Điền được giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ chuyên trách giúp việc trong quản lý bãi triều. Ông Kiên chỉ đạo các thành viên trong tổ và trực tiếp ký các thông báo thu tiền thuê đất hàng năm và đôn đốc thu nộp tiền thuê đất, trong đó có những hộ được chỉ định thầu áp giá sản nuôi thực nghiệm ký xác nhận chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định pháp luật. Ông Vũ Mạnh Hùng khi còn là cán bộ hợp đồng và công chức tài chính kế toán xã Nam Điền trực tiếp tham mưu soạn hợp đồng cho thuê đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê đất, thu tiền thuê đất của các hộ dân, lập danh sách người thuê đất, kế hoạch thu tiền để theo dõi quản lý tham mưu và ký xác nhận cho phép các hộ dân sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra làm rõ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã đếm đến con số 5 năm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ ủy ban nhân dân xã Nam Điền. Những người đáng lẽ ra phải gánh vác trách nhiệm với dân, với đất đai của địa phương, giờ đây phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật. Họ không chỉ đánh mất uy tín cá nhân mà còn khiến bản thân vướng vào vòng lao lý. Nhìn lại vụ việc này, người ta không khỏi chua xót. Đáng lẽ với quyền lực trong tay, họ có thể làm được nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng, giúp cho Cồn Xanh phát triển và mang lại lợi ích cho dân làng. Nhưng thay vào đó, họ chọn con đường ngắn hạn, chọn lợi ích cá nhân và quên đi trách nhiệm 5 cán bộ xã Nam Điền bị bắt chỉ là những con số trong nhiều ví dụ cho thấy tham nhũng trong quản lý đất đai vẫn là vấn nạn cần được giải quyết triệt để. Lò đang cháy, Tổng bí thư Tô Lâm đang từng bước cho những cành củi nhỏ, củi vừa vào lò chứng minh việc không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng. Đề nghị truy tố cán bộ địa chính xã lừa đảo gây thiệt hại trên 4,5 tỷ đồng. Lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng từ những người dân tin tưởng giao hồ sơ chuyển nhượng đất, Nguyễn Quốc Tân, cán bộ địa chính xã đã biến chức vụ và quyền hạn của mình thành công cụ để thực hiện hành vi gian trá. Điều đau lòng là những người dân chân chất không hề hay biết rằng mảnh đất mình từng sở hữu giờ đây đã nằm trong kẻ tay kẻ khác. Họ tin tưởng vào cán bộ xã, tin rằng những hồ sơ của mình sẽ được xử lý đúng pháp luật. Nhưng niềm tin đó đã bị Tân lợi dụng một cách tàn nhẫn. Ngày 7 tháng 9 năm 2024, Công an An Giang hoàn tất điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Tân về tội lợi dụng chức vụ và lừa đảo gây thiệt hại trên 4,5 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định trong khoảng thời gian làm công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng, môi trường tại Ủy ban Nhân dân xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Nguyễn Quốc Tân đã tiếp nhận 5 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 5 người dân trên địa bàn. Sau khi tiếp nhận, Tân đem thế chấp các quyền sử dụng đất này tại các ngân hàng để chiếm đoạt tiền vay và tiêu xài cá nhân. Hành vi của Tân sau đó bị các bị hại phát hiện và làm đơn tố giác đến cơ quan công an. Được biết, với hành vi trên, Tân đã gây thiệt hại cho các bị hại với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang còn xác định, ngoài những vụ việc trên, Nguyễn Quốc Tân còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức cá nhân khác với tổng số tiền 2 tỷ 330 triệu đồng. Hành vi của Nguyễn Quốc Tân đã gây ra thiệt hại trên 4,5 tỷ đồng, con số không hề nhỏ đối với những người dân lao động chân chất. Không chỉ tài sản bị chiếm đoạt mà còn là sự mất mát tinh thần khi phát hiện ra rằng người mình tin tưởng lại là kẻ lừa đảo. Nguyễn Quốc Tân, người từng là cán bộ địa chính xã, giờ đây phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật. Câu chuyện về Nguyễn Quốc Tân không chỉ là lời cảnh báo cho những cơ quan chức năng mà còn là bài học quý giá cho tất cả những người dân. Trong thời buổi hiện nay, không thể chỉ dựa vào lòng tin mà cần có sự cảnh giác, theo dõi kỹ lưỡng mọi quá trình liên quan đến tài sản của mình. Bắt đối tượng Ngọc Say tự xưng thương binh gây dối trật tự công cộng Lê Vũ Ngọc tức Ngọc Say cùng một số đối tượng tự xưng thương binh nhiều lần sử dụng xe ba bánh chặn lối vào gây rối trước cổng bệnh viện châm cứu trung ương này chính thức bị bắt. Đầu trọc lông mày dài quá khổ, tướng mặt dữ dằn, dâu dài, cổ đeo vòng trầm, trông Ngọc Say đúng nghĩa là dân anh chị dù hiện nay đã 64 tuổi, cái tuổi được cho là bậc lão đại trong giang hồ. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Vũ Ngọc Tức Ngọc Sảnh, sinh năm 1960, trú tại Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra cuối tháng 8 năm 2023, Ngọc cùng với một số đối tượng tự xưng thương binh liên tiếp tập trung tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Sen, số 44 phố Thịnh Quang Thái Thịnh Đống Đa, mục đích gây sức ép để đòi nợ. Nhóm này sử dụng xe ba bánh chặn lối ra vào cổng số 3 của Bệnh viện Châm cứu Trung ương, là lối đi chung vào Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Hương Sen, rồi ngồi nằm tại khu vực lối đi cản trở việc ra vào. Chửi bới gây lo sợ cho nhân viên Trung tâm Hương Sen và bệnh nhân. Đặc biệt, ngày 9 tháng 9 năm 2023, Ngọc cùng nhiều đối tượng tự xưng là thương binh mang 32 xe ba bánh đến chặn lối ra vào cổng số 3 Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Ngọc để xe ba bánh chặn lối đi rồi uống rượu chửi bới những người qua lại, đe dọa các lái xe cấp cứu khi chở bệnh nhân qua lối đi này. Khi lực lượng chức năng phối hợp với nhân viên bảo vệ tiến hành di chuyển xe ba bánh của Ngọc, Ngọc không chấp hành mà còn gọi cho nhóm người đang đứng chờ ngoài cổng vào vị trí Ngọc đang ngồi tiếp tục chặn đường, gây sức ép không cho lực lượng chức năng di chuyển xe ba bánh của Ngọc. Tiếp đó, Ngọc nằm ra đường chắn ngang lối đi không cho bất kỳ phương tiện nào di chuyển qua, thách thức ai muốn đi qua phải chen qua người Ngọc. Khi có xe cứu thương chở bệnh nhân đi cấp cứu, Ngọc và nhóm người trên vẫn cố tình cản trở buộc lực lượng chức năng phải can thiệp, hỗ trợ thì xe cứu thương mới di chuyển được. Căn cứ và tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Vũ Ngọc vào ngày 6 tháng 9 để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hiện công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. 17.000 cây xanh đổ sau bão Gia ngẫm vụ cựu chủ tịch Nguyễn Đức Trung 1 triệu cây xanh đến nóng lò công ty cây xanh công minh. Khi đi vào câu chuyện pháp lý liên quan đến công ty cây xanh công minh, hãy nhìn vào những gốc cây này. Không chỉ một cây mà theo thống kê, có đến 17.000 cây gãy đổ khắp Hà Nội sau bão Gia Ghi. Đó chính là hậu quả do cơn bão Gia Ghi đi qua. Nhưng không hiểu sao họ lại thấy buồn vì lòng người quá nông. Những hàng cây vốn được kỳ vọng là lá phổi xanh cho thủ đô. Giờ đây chỉ còn lại thân gỗ vắt ngang đường, đổ nát trước sức mạnh của thiên nhiên. Người dân không chỉ xót xa trước sự tàn phá của bão mà còn nhắc lại một chương trong câu chuyện trồng cây xanh của Hà Nội dưới thời cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung, người đã phát động chiến dịch trồng một triệu cây xanh cho thủ đô. Tuy nhiên, đâu đó còn nổi lên một câu chuyện khác đầy gai góc và phức tạp vụ việc liên quan đến công ty cây xanh công minh đang khiến dư luận nóng lên. Thực tế là cơn bão Zaki vừa qua đã quét sạch 17.000 cây, đặt ra câu hỏi về chất lượng và quy trình trồng cây trong chiến dịch đó. Cây không chỉ đổ vì gió, mà còn vì nền tảng yếu kém do quá trình trồng cây không đạt chuẩn. Hãy nhìn vào nỗi đau của 17.000 cây xanh. Tối ngày 7 tháng 9, tâm bão già ghi quét qua thủ đô gây mưa to và rông lốc trong suốt 7 tiếng. Gió bão giật cấp 10, mạnh chưa từng có trong 30 năm qua, khiến cây đổ la liệt khắp thành phố. Tại cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng sáng ngày 8 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết có khoảng 17.000 cây gãy đổ trên địa bàn. Các phố quanh Hồ Gươm, hơn chục cây lâu năm gãy đổ, trong ảnh, cây xấu trên vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng gãy choáng hết lối đi bộ của người dân. Gắn bó với Hà Nội hơn 20 năm, chứng kiến trận mưa bão ngập lụt nhưng chưa bao giờ. Tôi thấy nhiều cây xanh bị quật đổ đến thế. Buổi sáng sau cơn bão ra ghi lịch sử, 30 năm mới có một lần. Hà Nội lặng gió bớt mưa nhưng phố phường còn ngổn ngang cây đổ cành nghiêng, tơi bởi sắc lá, những mảnh vỡ của gạch ngói mái tôn biển hiệu rác rưởi bày tứ tung trong trận cuồng phong đêm qua từ sáng sớm người người xuôi ngược ra đường mà trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu sinh ra và lớn lên ở miền trung tôi vốn không xa lạ gì với thiên tai bão lũ nhớ những ngày thơ ấu vì còn bé chưa phải tham gia chống bão với cả nhà tôi là thành viên vô lo nhất trong mỗi lần bão ghé thăm nhưng trong hồi ức thấm sâu của mình tôi vẫn còn vương lại cảnh tượng hãi hùng của gió gào mưa xối đất nhà đổ mái bay người chết gia súc lạc đàn nhớ có lần năm tôi lên tám tuổi gia đình ở trong căn nhà gỗ tại một ngã ba trống trải khi bão ập tới bố mẹ và anh chị tôi mỗi người ôm một cột nhà chống đỡ suốt đêm riêng tôi là con gái út nên được bố dắt ra sân buộc cùng cái xe đạp vào gốc cây bạch đàn để phòng gió thổi bay mất Hồi đó hình như chỉ có những ngôi nhà tạm bợ là dễ bị tàn phá, còn cây cối lại bám trụ rất kiên cường trước bão rông. Gắn bó với Hà Nội hơn 20 năm, chứng kiến mưa lớn ngập lụt đã nhiều. Nhưng chưa bao giờ tôi gặp cảnh gió bão kinh hoàng đến thế. Theo dõi báo đài các trang mạng hội nhóm cập nhật tin tức mà ai cũng nín thở. Mảnh đất thăng long chủ phú phồn thịnh, nơi địa hình rộng mà bằng phẳng, lại có thế rồng cuộn hổ ngồi là nơi lý tưởng để định đô và an cư đã được tiền nhân chọn làm đất đế đô nhưng gặp trận bão lớn lần này đúng là ngoài sức tưởng tượng và khiến không ít người phải suy tư giữa rất nhiều thiệt hại từ trận bão lịch sử một thiệt hại rất lớn của hà nội lần này là cây xanh hàng chục nghìn cây lớn cây bé cây thấp cây cao cây chục năm thậm chí cây trăm năm tuổi cũng gãy cành bật gốc có những cây xanh đã đứng đó lặng lẽ tỏa bóng mát, nhìn ngắm những đổi thay và lưu dấu ký ức của nhiều góc phố, nhiều gia đình, nhiều mảnh đời. Nên sự mất mát đối với họ là không dễ mà bù đắp được. Người Thăng Long Hà Nội thanh lịch văn minh và đa cảm. Nên mỗi nhành cây, ngọn cỏ cũng đều hữu tình. Sau bão, người dân vừa dọn cây vừa khóc. Khóc thương cây, thương hồn phố, nỗi niềm xót thương cây cỏ cũng là biểu hiện của trình độ văn minh của văn hóa ứng xử với thiên nhiên của người Hà Nội. Thành phố sẽ mất bao nhiêu thời gian công sức tiền bạc để trồng lại được những cây xanh bóng tỏa? Dự án cây xanh không chỉ để kiến tạo không gian xanh cho đô thị mà còn là cách giữ lấy sắc xanh tuyệt diệu của thành phố hòa bình, là cách gìn giữ sự bình yên cho phố thị và làm an lòng người dân. Vấn đề cây xanh ở Hà Nội đã nóng lên hàng thập kỷ. Mấy năm gần đây, được sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự tham góp tư vấn của nhiều chuyên gia và sự chung tay của xã hội, nhiều giống cây mới đã được gây giống, nhập về phủ xanh nhiều tuyến phố. Nhưng việc 17.000 cây ở khu vực nội đô dễ dàng bị gãy, đổ, bật gốc trong bão gia kỳ, khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Vấn đề kỹ thuật trồng cây, cách chọn giống cây phù hợp với môi trường thổ nhưỡng, vấn đề hạ tầng đô thị khu vực cây xanh, vấn đề chăm bón bảo vệ cây trồng và trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan đến toàn bộ quy trình của dự án phát triển cây xanh cần được nghiêm túc nhìn nhận và kịp thời có hướng giải quyết triệt để. Trồng cây không dễ, chăm sóc nuôi dưỡng cây và đặc biệt là bảo vệ cây trước các tình huống khẩn cấp là việc khó khăn hơn nhiều. Sau sự cố tưởng chỉ là của tự nhiên này, rất cần một sự thay đổi lớn và quyết tâm cao. Chiến lược phát triển cây xanh gắn với quy hoạch tổng thể đô thị, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu là hướng đi tất yếu trong tương lai tới. Nhưng để thực hiện hiệu quả cần có sự thay đổi trong nhận thức, tư duy cũng như trách nhiệm, quyết tâm cao của cộng đồng. Thành phố cũng cần những chính sách đúng và kịp thời, quy hoạch bài bản và phù hợp đi liền với cơ chế đầu tư thỏa đáng và cơ chế kiểm tra giám sát xử lý vi phạm với chế tài đủ mạnh, đủ sức gian đề. Đôi khi, sự nổi giận của một ai đó khiến ta nhìn lại chính mình. Còn sự nổi giận của mẹ thiên nhiên luôn buộc con người phải thức tỉnh và ứng xử khác. Đằng sau chuyện bão, cây là văn hóa ứng xử của con người với thiên nhiên, với cộng đồng và cũng là với chính mình. Cây xanh không chỉ là câu chuyện của thiên nhiên mà còn là biểu tượng cho trách nhiệm quản lý công. Sự gục ngã của 17.000 cây xanh sau bão Jagi không chỉ là một vấn đề môi trường mà còn là lời cảnh tỉnh về việc thiếu minh bạch và trách nhiệm trong quá trình triển khai các dự án lớn liên quan đến phúc lợi công cộng. Vụ thổi giá 1 triệu cây xanh, chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung lĩnh 18 tháng tù. Tại Hà Nội còn nhớ vào cuối tháng 8 năm 2023 cách đây một năm trước sau 4 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với ông Nguyễn Đức Trung và 14 bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh. Ông Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bị tuyên 18 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến gần 1 triệu cây xanh. Theo đại diện Viện kiểm sát trong giai đoạn 2016-2019, với vai trò là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp chỉ đạo toàn diện xuyên suốt công tác trồng cây trên địa bàn thành phố. Cụ thể, ông Trung chỉ đạo Sở xây dựng Hà Nội tạm dừng việc đấu thầu trong khi có thể thực hiện hình thức đấu thầu để chuyển qua đặt hàng trực tiếp từ công ty Sinh thái xanh, công ty do Bùi Văn Mận thành lập tháng 6 năm 2016. Người này có mối quan hệ thân thiết với ông Trung, thực hiện xây dựng trồng cây tại vườn ươm nút giao đại lộ Thăng Long, quốc lộ 21. Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của ông Trung, từ năm 2016 đến năm 2019, mặc dù việc trồng mới cây xanh trên địa bàn hoàn toàn đủ điều kiện đấu thầu, nhưng ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị không tổ chức đấu thầu mà lại đặt hàng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội, công ty cây xanh. Trong quá trình thực hiện với mục đích rút ruột ngân sách, các bị cáo tại công ty cây xanh cấu kết với các bị cáo tại công ty Sinh thái xanh và công ty trách nhiệm hữu hạn vì nhân dân để nâng khống giá đầu vào các loại cây, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 34 tỷ đồng. Sáng 26 tháng 8, khi tự bào chữa trước tòa trong vụ án nâng khống giá cây xanh, bị cáo Nguyễn Đức Trung nói: "Khi nhận chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông rất chăn trở về đề án trồng cây xanh" được trình hội đồng nhân dân năm 2012 với ngân sách 796 tỷ đồng nhưng chưa có vốn. Đã hỏi nhà tư vấn trong nước và quốc tế về việc trồng cây gì, vườn thế nào để Hà Nội xanh sạch đẹp. Khi chỉ đạo thực hiện dự án trồng cây xanh trên địa bàn Hà Nội, ông Trung cho rằng chủ trương của Đảng, chính phủ là việc gì có lợi cho nước, cho dân và tiết kiệm ngân sách thì phải áp dụng. Cựu chủ tịch Hà Nội Trình bày Phương thức đặt hàng chống lại được tình trạng toàn bộ cây chết trong đấu thầu các dự án giao thông. Một số dự án trồng cây trên đường phố trước đây của thành phố Hà Nội có tỷ lệ cây chết 30%. Có những dự án chết 100% như trên đường Nguyễn Tri Thành. Chúng tôi dùng phương thức đặt hàng trồng theo mùa, trồng vào ban đêm. Người đặt hàng phải chịu trách nhiệm bổ sung cây chết và chăm sóc, bảo hành sau một năm. Cho nên gần như tỷ lệ cây sống đạt 99-100% khi nghiệm thu do vậy chúng tôi không mất tiền duy tu duy trì sau một năm trồng. bị cáo nguyễn đức trung còn cho rằng điều này giúp tránh được chuyện bị dư luận kêu ca sau nhiều năm. còn hiện nay chắc hẳn người dân đi đường cảm nhận rõ ràng bụi đã giảm hẳn. ông trung nhấn mạnh tôi tin tất cả người dân đều hiểu người dân hà nội đang được hưởng bầu không khí cây xanh rất tươi tốt. Tôi có lòng tin cá nhân rằng nếu như những người ra chủ trương đề án trồng cây xanh của Hà Nội năm 2012 và chúng tôi là những người kế tiếp thực hiện mà không có tâm tốt thì làm sao cây tốt như vậy được." Bị cáo nói: "Khi vụ án cây xanh bị khởi tố, ông rất buồn bởi dự án cây xanh đã được Hội đồng Giải thưởng Bùi Xuân Phái tặng thưởng danh dự. Bị cáo luôn nhắc nhở anh em rằng, một giá trị như vậy thì phải cố gắng trồng tiết kiệm Ông Trung nói trước tòa, tôi không thể nghĩ, không thể tin được họ lại bắt tay nhau nâng khống giá. Đó là điều đáng buồn. Đứng trước tòa, cựu chủ tịch Hà Nội từng tha thiết đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận các nội dung của các bị cáo là cán bộ công ty cây sành. Trong suốt thời gian từ năm 2014 đến đầu năm 2020, họ liên tục trồng cây lúc đêm khuya theo yêu cầu của thành phố và chính phủ để đảm bảo an toàn giao thông và không để bụi bậm đến người dân họ thức đêm trồng cây suốt hơn 3 năm. Ông Trung nói, đó là sự lao động mà chúng tôi đánh giá là nỗ lực rất lớn cho cán bộ nhân viên công ty cây xanh. Chính vì vậy, Tết nào tôi cũng gửi món quà nhỏ là chai rượu sâm panh cho cán bộ, công nhân viên toàn công ty đón giao thừa để động viên họ. Tôi có thể nói rằng, thành phố xanh như hôm nay có sự đóng góp rất lớn của họ." Ông Trung khẳng định, trong các buổi đối chất, một bên không, một bên có. Nhưng họ đều vái tay xin lỗi tôi. Lương tâm chỉ cho phép tôi nói sự thật. Lương tâm tôi không chối tội. Tôi đã làm gì sai, tôi sẵn sàng nhận. Nếu quy trách nhiệm cho tôi phải bồi thường, tôi sẵn sàng bán nhà đi để bồi thường. Ông Trung cũng nói, việc các bị cáo đang ngồi đây tham gia bàn bạc nâng giá để tự chia nhau, tôi không biết. Nhưng với cương vị là chủ tịch, tôi nhận trách nhiệm về việc đó. Hậu quả xảy ra là ý thức chủ quan của các cá nhân đã bàn bạc nhau để tự làm. Cựu Chủ tịch Hà Nội mong muốn hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ nhất cho các bị cáo nói chung, đặc biệt là các bị cáo là cán bộ, nhân viên công ty cây xanh. Bản thân ông Trung cũng mong muốn hội đồng xét xử ghi nhận quá trình công tác của bị cáo. Tôi băn khoăn suy nghĩ rất nhiều, một chương trình đáng lẽ rất tốt đẹp nhưng cuối cùng vì cái kết lại có phiên tòa này. Tôi hoàn toàn không mong muốn, tôi khẳng định lại lần nữa, tôi luôn nhận trách nhiệm của mình với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về toàn bộ hoạt động của thành phố. Trong đó có công trình cây xanh. Ông chúng nói người Hà Nội đang được hưởng bầu không khí cây xanh tươi tốt và sẽ hiểu không có tâm tốt thì làm sao có cây tốt như vậy được. Bị cáo chia sẻ: Ông làm việc ở một ngành trong 30 năm chưa từng sang chính quyền, vì vậy không phải quyền chủ tịch cái gì cũng làm được. Do đó bị cáo mong hội đồng xét xử hiểu trong bối cảnh vừa cải cách vừa làm việc hiệu quả thì cũng sẽ có những tồn tại Ông mong muốn hội đồng xét xử cho hưởng những tình tiết giảm nhẹ dưới khung hình phạt. Trước đó, ông Trung bị đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mức án 18 tháng tù là mức cuối cùng dành cho ông Trung. Từ việc đấu thầu đến quy trình kiểm tra chất lượng cây, nhiều lỗ hổng đã bị phanh phui. Người dân không khỏi băn khoăn ai sẽ chịu trách nhiệm cho hàng ngàn cây xanh bị đổ gục và hơn thế nữa là sự thất vọng lớn lao về việc trồng cây xanh mà đáng lẽ đã có thể là một bước tiến lớn cho thủ đô. Quý vị nghĩ như thế nào về sự việc lo nóng sau bão Gia bắt liên tục cán bộ hư hỏng, kể cả phó tránh án đến cán bộ xã tham nhũng này hay không? Nếu thấy hữu ích, hãy ủng hộ PKT các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.